Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tranh thủ làm thêm một cái video nói về giá của chỗ Kogi. Thì để giải đáp những thắc mắc của rất là nhiều bạn đang muốn mua dòng chó đắt đỏ này, thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn một số những vấn đề về giá chó Kogi hiện nay là sao, từng loại chó như thế nào. Thì trước hết là chúng tôi sẽ chia sẻ một chút về đánh giá của chó Kogi hiện nay, qua đó các bạn có thể tham khảo được và đưa ra cho mình những cái sự lựa chọn hợp lý nhất về việc lựa chọn một cái chó Kogi đẹp, làm sao để chọn được một chó hợp lý. Chó Kogi có rất là nhiều loại, thì trước tiên là mình nói về cái giá chó Kogi được sinh sản tại Việt Nam. Thì về nói về Kogi thì có nhiều lắm, có dăm ba loại cơ. Có những loại có thể là cho vào những yếu tố cho đẹp hay là xấu, thì có thể là cho vào dòng như kiểu là da vải nó có nguồn gốc rõ ràng đấy, hay là có giấy tờ hay không, thì từ đó mà có thể suy ra được những cái giá mức giá khác nhau. Giả sử như là chó Kogi mà sinh sản tại Việt Nam mà không có giấy tờ ấy, thì hiện tại nó chỉ dao động tầm khoảng từ 15 đến dưới 20 triệu một con. Còn đối với những dòng chó Kogi sinh sản tại Việt Nam nhưng mà lại có giấy chứng nhận nguồn gốc của cái hiệp hội chó giống Việt Nam như là giấy VK chẳng hạn, thì giá nó dao động trong tầm khoảng từ 20 đến khoảng 30 triệu một con, tùy từng đẹp xấu khác nhau rồi cái được như thế nào, thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố đó. Cái giá chó Kogi đắt hơn những cái giống chó khác một phần là do nó mới du nhập vào thị trường Việt Nam trong những năm gần đây thôi. Và hiện tại thì cũng có một số người có nhiều người nuôi, nhưng mà nó không thể sinh sản và đáp ứng đủ cái nhu cầu của người của khách hàng đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ xin nói về giá chó Kogi nhập. Hiện nay thì có rất nhiều người đặt order chó Kogi nhập từ nước ngoài về, đặc biệt là Pháp, Nga này, đặc biệt là Nga, thì có rất nhiều người đặt mua chó từ bên nước ngoài mang về. Tất cả những cái này phần lớn họ đều có giấy tờ gia phả rõ ràng, có nhiều con thì bố mẹ gia phả ông bà nữa, thì nó đạt được nhiều giải vô địch trong các giải thi đấu chó đẹp ấy. Thì chi phí vận chuyển nó sẽ đẩy cái giá chó Kogi lên cao hơn. Về mặt bằng chung thì chó Kogi nhập khẩu nó có giá động từ tầm khoảng từ 35 đến 45 triệu một con. Hy vọng rằng là cái thông tin mà mình cung cấp vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chọn mua chó Kogi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.